Đây là con đường đi tới cái lâu đài bị ma ám. Thấy cái đường này, thấy con xung quanh này thấy rừng rú không, sợ kinh khủng. Đường nó đẹp, dưới này coi là lá rụng đầy hết. Rừng này đang đi vô Sa Tô nha. Sa Tô giờ quá, mình vô để coi tình hình nó ra như thế nào. Rồi, tôi vô tới rồi nha. Tôi vô tới Sa Tô rồi. Đây có bò thôi. Đây là cái lâu đài quan tàng Bảo Quan. Đó, các bạn thấy không? Quan tàng. Đó, nó có cái tua ở trên đó. Tua ở đây nữa nè. Đó. Từ từ chúng tôi vô trỏng rồi chúng tôi quay cho các bạn thấy. Đây là bên hông Sa Tô. Bên hông Sa Tô. Đây là khung cảnh ngang hông Sa Tô. Chúng tôi sẽ vào bên trong đồng quay cho các bạn coi. Rồi bây giờ hồi sáng thì tôi vô tôi thấy cái lâu đài đó rồi, thì bây giờ tối nay tụi tôi đã tới, thì bây giờ tôi sẽ đi vô cái lâu đài này coi nó như thế nào ha. Bây giờ bắt đầu tôi đi.